kiệm năng lượng là xu thế tất yếu của xã hội hiện đại. Bạn đã sử dụng năng lượng tiết kiệm hay chưa? Cách nào để tiết kiệm năng lượng có hiệu quả? Hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm năng lượng và lợi ích của những sản phẩm tiết kiệm năng lượng theo quy định dán nhãn năng lượng qua chương trình Năng lượng và cuộc sống phát trên kênh FM 95,6 MHz Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ 16 giờ 5 phút đến 16 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Năng lượng một phần tất yếu của cuộc sống. Ký sự năng lượng. Thưa quý vị, hiện nay khi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã đi vào đời sống và thực sự tạo nên một cơn sốt đối với những đối tượng liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp trọng điểm. Trong đó vấn đề liên quan đến việc thực hiện kiểm toán năng lượng đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên những kiến thức về kiểm toán năng lượng hiện nay vẫn còn khá mới mẻ và chưa đầy đủ đối với nhiều doanh nghiệp. Kiểm toán năng lượng là bước đầu tiên khi doanh nghiệp muốn thực hiện các giải pháp kiểm toán năng lượng. Mục tiêu của kiểm toán năng lượng là xác định những khu vực sử dụng năng lượng lãng phí và các cơ hội kiểm toán năng lượng, từ đó xây dựng các giải pháp để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Điều thuận lợi hiện nay là sau thời gian dài tuyên truyền nâng cao nhận thức, nhận thức của doanh nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm đã nhận thức được rằng hoạt động kiểm toán năng lượng xét cho cùng là tìm ra các giải pháp nhằm giảm tiêu hao năng lượng, từ đó giảm chi phí, giảm giá thành sản xuất cho chính bản thân doanh nghiệp. Phân tích về tính hiệu quả của kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Dũng, Diện trưởng Diện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng. Theo các cái yêu cầu của công tác kiểm toán, nó có lợi như thế này. Thứ nhất là kiểm toán để có thể phát hiện cho các cái chủ đầu tư cũng như chủ sở hữu công trình biết được cái công tác sử dụng năng lượng có những cái khâu nào là bất hợp lý và những cái khâu nào là thất thoát năng lượng thì thông qua kiểm toán là chủ đầu tư biết được những cái khu vực mà cần phải có những cái giải pháp để có thể giảm bớt thất thoát hoặc là tăng cái hiệu quả sử dụng năng lượng. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định doanh nghiệp trọng điểm tức tiêu thụ 1.000 tấn dầu quy đổi tương đương với 6 triệu kWh điện một năm, phải thực hiện kiểm toán năng lượng 3 năm một lần. Theo danh sách của Thủ tướng Chính phủ ban hành, năm 2011 có 1.190 doanh nghiệp trọng điểm trên toàn quốc. Trong khi đó, cả nước hiện nay không có quá 3 đơn vị có năng lực tư vấn kiểm toán năng lượng thực sự. Điều đó cho thấy nhu cầu của thị trường kiểm toán năng lượng là rất lớn. Đứng trước quy định bắt buộc của luật, các doanh nghiệp trọng điểm phải thực hiện kiểm toán năng lượng bằng cách tự thực hiện nếu doanh nghiệp có đủ năng lực hoặc là nhờ đến sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp thực tế mặc dù luật cho phép nhưng rất ít doanh nghiệp có thể tự thực hiện kiểm toán năng lượng cho mình vì để làm được điều này doanh nghiệp phải có kiểm toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán năng lượng và trang bị đầy đủ các thiết bị đo đủ tiêu chuẩn chính vì thế các doanh nghiệp muốn thực hiện kiểm toán năng lượng phải tìm cho mình một đơn vị tư vấn tuy nhiên để chọn được một đơn vị tư vấn vừa có thể giúp doanh nghiệp mình triển khai kiểm toán năng lượng thực thi theo luật, vừa mang lại những giải pháp hiệu quả kinh tế từ việc tiết kiệm năng lượng là vấn đề mà chủ doanh nghiệp nên xem xét cẩn trọng. Ông Nguyễn Quang Thịnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán năng lượng SciTech cho biết. Cái việc mà tại sao người ta và người ta tìm đến cái kiểm toán ấy, thì chính là cái việc mà chúng ta lại có cái cái nhìn tổng thể nhất về toàn bộ cái hiện trạng của chúng ta đang sử dụng như thế nào. Và thứ hai là chúng ta còn cái tiềm năng ở đâu và chúng ta có khả năng để cải tổ nó không? Thì đấy là một cái giải pháp tổng thể và đưa đến cho doanh nghiệp một cái bức tranh rõ ràng nhất là toàn bộ những hoạt động của mình và chúng ta thực sự đang có những cái cái cái, cái lãng phí ở đâu và chúng ta có cơ hội gì để có thể cải thiện một cách toàn diện quả thật trên thị trường hiện nay cũng có nhiều đơn vị đang hoạt động với vai trò tư vấn kiểm toán năng lượng nhưng xét về góc độ hiệu quả thực sự của công việc này các chủ doanh nghiệp nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn đơn vị tư vấn lời khuyên của các chuyên gia cho trường hợp này là các doanh nghiệp nên xem qua hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn trước khi phối hợp thực hiện kiểm toán năng lượng với những giá trị thiết thực mang lại từ việc kiểm toán năng lượng nói riêng và các giải pháp về tiết kiệm năng lượng nói chung luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là quy định bắt buộc doanh nghiệp thực thi theo luật để đảm bảo mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho quốc gia mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp cải tạo hệ thống sản xuất nâng cao quy trình quản lý từ đó góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh chính vì vậy thực thi theo luật cũng chính là cách giúp doanh nghiệp tự thay đổi để phù hợp hơn với thị trường và làm lợi cho chính bản thân doanh nghiệp